mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, người Việt ta có câu, đầu xuôi đuôi lọt, việc khai trương buôn bán, mở cửa hàng là một ngày có ảnh hưởng rất lớn đối với những người kinh doanh. Khai trương thuận lợi sẽ giúp cho việc kinh doanh buôn bán sau này được nhiều may mắn và thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, xem ngày khai trương tháng 1 năm 2023 Quý Mão để lựa chọn ngày tốt khai trương theo tuổi, mở cửa hàng được đại cát, đại lợi. Xem ngày khai trương theo tuổi của bản mệnh là lựa chọn ngày tốt và giờ tốt, nhiều cát khí để tiến hành khai trương, được đắc tài sai lộc, khách hứa đông nườm nượp, thu tiền mỏi tay. Và đó là những ngày tốt nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm trong ngày khai trương tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ khai trương trong tháng 1 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất khai trương trong tháng 1. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác khai trương được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày khai trương tóm tắt như sau. Khi thực hiện nghi lễ khai trương, thường thì trong ngày này, gia chủ tiến hành bao sái, tẩy uế trong ngôi nhà hay cửa hàng, tiến hành lập ban thờ thần tài, bốc bát hương. Quý vị lưu ý trong bát hương phải được nạp cốt thất bảo để cho bát hương tụ khí, đồng thời lưu giữ lời nguyền cầu và thông linh với các bậc thần linh, tổ tiên, thần tài, thổ địa. Sau khi bốc bát hương và làm nghi lễ khai trương, gia chủ tiến hành bật bếp nấu ấm nước sôi để pha trà cúng thần linh gia tiên và mời khách. Bếp phải được bật liên tục ít nhất 2 tiếng đồng hồ, quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết về lễ khai trương. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày khai trương. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc khai trương trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày khai trương phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ khai trương. Sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, dương công kỵ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yếm, thiên sứ, đại thời, đại hao, tiểu hao, tứ phế, tứ cùng, ngũ mộ và cửu không. 2. Ngày hợp khai trương, thiên nguyện, dân nhật, trực mãn, trực thành, trực khai, ngũ phú, đại hồng sa, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm ra được ngày tốt nhất khai trương trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 1 âm lịch là ngày Tỵ và ngày Tý, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý, 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không nên dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 1 âm lịch là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày dương công kỵ là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày. Mùng 3 là ngày Nhâm Ngọ, mùng 7 ngày Bính Tuất, trùng với ngày Thụ Tử, ngày 13 Nhâm Thìn, 18 Đinh Dậu, 22 Tân Sửu và cuối cùng 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc.
5. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm mùng 5 là ngày Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 6. Ngày Trực Phá là những ngày Thân, bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân, ngày 29 Mậu Thân. 7. Ngày Trực Bình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 8. Ngày Trực Thâu là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 9. Ngày Trực Bế là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 10. Ngày Kiếp Sát là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi. 11. Ngày Tai Sát là những ngày Tý, bao gồm mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. 12. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 13. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 14. Ngày Nguyệt Hại là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 15. Ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 1 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tuất, bao gồm mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất. 16. Ngày Thiên Sứ là những ngày Dậu, bao gồm mùng 6 Ất Dậu và 18 Đinh Dậu. 17. Ngày Đại Thời là những ngày Sửu, bao gồm mùng 10 Kỷ Sửu và 22 Tân Sửu. 18. Ngày Đại Hao Ngọ là bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 15 Giáp Ngọ và 27 Bính Ngọ. 19. Ngày Tiểu Hao là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 20. Ngày Tứ Hao là những ngày Nhâm Tý, tháng này không có. 21. Ngày Tứ Cùng là ngày Ất Hợi, tháng 1 không có ngày này. 22. Ngày Ngũ Mộ là ngày 16 Ất Mùi. 23. Ngày Tứ Phế là ngày Ất Hợi, tháng này không có. 24. Ngày Cửu Không là ngày Thìn, bao gồm mùng 1 Canh Thìn, 13 Nhâm Thìn và 25 Giáp Thìn. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc khai trương cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25. Ngày Thiên Nguyện là ngày Ất Hợi, tháng 1 âm lịch không có ngày này. 26. Ngày Dân Nhật là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ, 27 Bính Ngọ là ngày Tam Nương nên không chọn, 15 Giáp Ngọ là ngày tốt để ký hợp đồng. 27. Ngày Trực Mãn bao gồm các ngày Thìn, mùng 1 Canh Thìn, 25 Giáp Thìn, trùng với ngày Cửu Không, nhưng cũng có nhiều cát tinh nên ta có thể chọn ngày này làm ngày khai trương. Ngày 13 Nhâm Thìn là ngày Tam Nương, tuyệt đối không dùng. 28. Ngày Trực Thành là ngày Tuất, trùng với ngày Thụ Tử nên cũng không dùng. 29. Ngày Trực Khai là ngày Tý, cũng đồng thời là ngày sát chủ nên không được theo tiêu chí này. 30. Ngày Ngũ Phú là những ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi, 20 Kỷ Hợi. Ngày Hợi phạm ngày Trực Thâu và Kiếp Sát nên tốt nhất không dùng. 31. Ngày Đại Hống Sa là ngày Tý và Sửu. Ngày Tý trùng ngày sát chủ nên không dùng. Ngày Sửu trùng ngày Nguyệt Sát, Trực Bế, Đại Hao, rất xấu nên không dùng. 32. Ngày Thiên Đức là những ngày Đinh, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi là ngày Trực Thâu, ngày Kiếp Sát. Ngày 18 Đinh Dậu phạm Tam Nương nên không chọn hai ngày này. Ngày 28 Đinh Mùi có nhiều cát tinh nên ta có thể chọn ký hợp đồng được. 33. Ngày Thiên Đức hợp là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 3 Nhâm Ngọ phạm Tam Nương nên không chọn. 13 Nhâm Thìn là Cửu Không, Tam Nương nên ta không chọn. Ngày 23 Nhâm Dần là ngày Nguyệt Kỵ nên không chọn ngày này. 34. Ngày Nguyệt Đức là những ngày Bính, bao gồm mùng 7 Bính Tuất là ngày Thụ Tử, tuyệt đối không sử dụng. 17 Bính Thân là ngày Trực Phá, không dùng. 27 Bính Ngọ, ngày Tam Nương, kiêng kỵ trong mọi công việc. 35. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Tân, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ là sát chủ, tuyệt đối không dùng. Ngày 12 Tân Mão là ngày Thiên Sứ, nhưng có nhiều cát tinh có thể chọn làm ngày khai trương. Ngày 22 Tân Sửu là ngày Nguyệt Sát, tốt nhất không dùng. Như vậy chúng ta đã dựa vào 35 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt khai trương trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc khai trương là những ngày tốt sau. 1. Ngày 28 Đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. 2. Ngày 12 Tân Mão kỵ những người tuổi Dậu, hợp người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can là Bính. 3. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ những người tuổi Tý, tốt cho người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. 4. Ngày 25 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Kỷ. 5. Ngày mùng 1 Canh Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Ất. Đó là 5 ngày cát lành khai trương trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.